đến cho tất cả các bạn biết được ứng dụng của Serverless ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì tôi nghĩ là Hữu Lâu sẽ tìm ra những gương mặt và những vị khách may mắn nhất để cho những phần quà mà Serverless mang lại nhé. Đúng rồi, chị Hương Thủy rất nhiều. Và đây sẽ là một câu hỏi nho nhỏ dành cho anh Hữu Lâu nhé. Vâng, anh Hữu Lâu thân mến, anh có thể chia sẻ cho Thu Nga cũng như là tất cả quý vị khách hàng đang có mặt ở đây đôi nét về ứng dụng Serverless được không ạ? Vâng, và Hữu Lâu xin gửi lời chào đến tất cả mọi người đang có mặt đây. Và với ứng dụng Serverless luôn cập nhật được những chương trình khuyến mại lớn nhỏ của Sapro và dễ dàng chia sẻ lên Facebook để mời mọi người cũng như là những người thân của mình tham gia. Và ứng dụng Sapro rất là hữu ích cho chúng em và rất là những cái thành công. Và luôn có một